Nam em trải lòng vì sao đẹp mà khùng Nhiều người cho rằng nam em đẹp mà khùng Chị nghĩ sao Tôi mắc chứng rối loạn lo oh, âu Bác sĩ chuyên khoa gọi là tâm thần Không phải tâm thần là khùng mà là một loại bệnh rối loạn cảm xúc Tôi dễ mệt mỏi căng thẳng rồi sinh ra những hành động không giống người khác Tôi suy nghĩ về cuộc sống cũng không giống người ta Thật ra tác nhân từ xã hội cũng không lớn Vậy thì do di truyền mà thôi Tôi cũng đi khắp nơi để tìm đáp án cho câu hỏi Sao mình hay đau đớn đến vậy Từ đó tôi hiểu vì sao ba mình mất đột ngột đến thế trước đó ba tôi rơi vào tình trạng bê tha nhậu nhẹt mọi người không quan tâm cho đến khi ông mất lúc đó họ mới dối lên thì muộn quá rồi tôi đang tự hỏi sao mình lại ngồi đây để nói về điều này nhưng tôi hiểu căn bệnh này không chỉ một mình tôi bị chỉ là mọi người xung quanh không quan tâm hay để ý mọi người chịu đau và bỏ qua mà chưa tìm hiểu cơ thể mình tại sao có những triệu chứng đó stress thật sự không đơn giản như mọi người nghĩ có lẽ những hành động của chị không phải bộc phát mà bắt nguồn từ những điều có thật một phần vì bị ức chế. Ví dụ khi tôi đăng một trạng thái trên mạng xã hội dù chẳng có ý gì cũng bị xuyên tạc thành thâm ý, hay việc nuôi mấy con mèo rồi về nói chuyện luôn ở bên nhau. Người bên ngoài lại suy diễn tôi đang yêu ai đó, người nổi tiếng hay bị soi mói suy diễn, nhiều khi câu chuyện không phải của họ nhưng người khác mặc định là của họ. Dù vậy, chuyện nam em giờ chiêu trò để nổi tiếng không hẳn vô lý. Tôi chưa từng nghĩ mình làm gì để nổi tiếng. Nếu muốn nổi tiếng tôi ngồi một chỗ chơi với mấy con mèo làm gì. Thường thì khi đã nổi tiếng rồi, người ta sẽ tìm cách để nổi tiếng hơn. Nhưng tôi sống bằng cảm xúc, làm gì cũng thỏa mãn cảm xúc bản thân thôi. Khi yêu thì làm gì để thỏa mãn cảm giác lúc đó thôi. Sau này tôi mới biết đúng hay sai, nhưng thật ra phân biệt chuyện đúng sai trong cuộc sống cũng khó. Những chuyện đã qua dính dáng nên thôi tôi cũng hối hận, nhưng tôi không làm những điều đó để được nổi tiếng. Nên tôi đã không biết mình sai, như chuyện với nghệ sĩ Trường Giang. Tôi làm mọi thứ, có thể gọi là khùng điên, chỉ muốn được biết rằng anh ấy có yêu mình không khi nhận được câu trả lời rõ ràng qua việc anh ấy phản ứng rất vũ tôi không thất vọng nhưng tôi xét lại mình có lẽ tôi đã làm lố quá nên người ta mới phản ứng mạnh vậy việc tôi không có hành động gì dính dáng nữa không phải vì thất vọng mà là vì tôi biết được câu trả lời rằng anh ấy không yêu mình như tôi nghĩ biết được câu trả lời người ta nghĩ như thế nào về mình rồi thì thôi tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình là người nổi tiếng lên lúc nào cũng xề xòa thích gì làm nấy người nổi tiếng thì phải giữ hình ảnh nói những điều đẹp đẽ chứ không ai muốn làm người nổi tiếng mà khùng điên như tôi cả bạn bè khuyên khi nói chuyện với giới truyền thông thì đừng có rút ruột ra vì có khi tôi khùng điên nói một người ta suy diễn mười nhưng tôi vẫn nói vì nói thật những câu hỏi của truyền thông như chạm vào những nút thắt mà tôi muốn gỡ tôi nói hết không phải để nổi tiếng mà để giải tỏa lòng mình thôi nói thật nổi tiếng hơn giàu hơn chưa chắc đã vui sống là mình mới hạnh phúc thà sống thật còn hơn là một người khác nói những điều không phải của mình cảm giác đeo mặt nạ mệt lắm còn chuyện nhiều người cho chị tiền để làm sản phẩm khủng có ai không cho ai cái gì tôi may mắn hơn người khác là người ta từng cho tôi tiền vì tình thương họ thương tôi nên mới cho tôi tiền và họ cũng hy vọng khi tôi nhận tiền sự giúp đỡ của họ thì tôi cũng thương lại còn tôi tôi cứ nhận tiền và đi chơi cùng họ mà chẳng nghĩ đến chuyện xa hơn giờ tôi nghĩ lại thấy xấu hổ về cách thả thính của mình giờ tôi sợ lắm sợ nghiệp báo nên không dám nhận của ai cả cho người khác hy vọng rồi biến mất đó là điều cực kỳ kinh khủng bản thân cũng trải qua rồi nên tôi hiểu người ta nói tôi bị khổ bởi đàn ông có lẽ đúng vì chính tôi cũng đã làm khổ nhiều người trước tôi làm mv tiền tỷ nên áp lực căng thẳng lắm giờ thôi tôi làm nhạc đưa lên mạng ai thích thì nghe không thì thôi tôi chỉ mong sống khỏe mạnh như người bình thường mở mắt ra thấy cơ thể khỏe mạnh, tay chân không lạnh ngắt, hay ngực không bị những cơn đau dồn dập là cuộc đời hạnh phúc rồi. Dường như chị sợ yêu rồi nhỉ? Với những người sống thiên về cảm xúc như tôi, yêu là điều không thể thiếu vì tình yêu cho mình nhiều cảm xúc. Với tôi không yêu là điều thiếu sót nhất trong cuộc đời, nhưng lúc này tôi chưa yêu ai, vẫn chuyên tâm trị bệnh thôi. Còn với MC Quốc bảo chúng tôi chỉ là chị âm chi kỷ, là bạn tốt của nhau. Còn về tài chính chị vẫn ổn chứ từ khi chị từ chối sự giúp đỡ của người khác. Tôi làm bất động sản và làm sợi dệt dây đeo khẩu trang, không nhiều tiền nhưng với cuộc sống của tôi là quá đủ. Người nào nhiều tiền mới gặp áp lực, chứ tôi không bao giờ hết tiền nên có gì đâu để lo. Tài khoản của tôi có 2 3 tỷ là tôi đã lo suốt vó lên rồi, vì không biết sao để xài hết. Lo mất tiền, lo giữ của tôi thấy cuộc sống còn mệt hơn. Thật ra kiếm tiền mới khó. Thật ra kiếm tiền nhiều mới khó, chỉ kiếm tiền để đủ sống thì không quá khó khăn. Trong khi đó nhu cầu của tôi chỉ là có miếng ăn qua ngày, vậy là đủ rồi. Nghe vô lý nhỉ, khi mà phụ nữ trong giới showbiz luôn phải tốn kém bởi mỹ phẩm hàng hiệu, túi sách trăm triệu, đồng hồ bạc tỷ. Có một cái còn thấy vui, có nhiều cái thấy cũng bình thường, đồ giỏm hay đồ hiệu, xài rồi cũng bỏ đi thôi, giá trị như nhau cả. Nhiều tiền hơn, nổi tiếng hơn chưa chắc đã vui, nhưng giờ tôi thấy vui vì mỗi ngày trôi qua bình yên. Chị có buồn không khi nghe người ta bảo rằng mình đẹp mà khùng? Điều mọi người nói đều đúng nên buồn thì không nhưng tôi tiếc. Ai mà chẳng muốn mọi người thấy mình tốt hay mình có một vị trí tốt, nhưng tôi sống để nói chuyện tương lai và nhìn về quá khứ thôi. 24 tuổi không trẻ nhưng không già, học cách đi lên từ tan vỡ không dễ nhưng không sao, nó cho tôi thêm mặn mà, tôi sẽ bắt đầu lại vậy. Tôi không biết mình có vượt qua được giai đoạn này không, nhưng tôi muốn gửi đến khán giả của mình, đừng sống như tôi, đừng để cảm xúc chi phối cuộc sống của mình. Nam em tỏ thái độ khi bị chấn thành mắng trên truyền hình gọi là nữ hoàng drama, còn hứa điều này giữa loạt lùm xùm của nam em, nhận xét của Trấn Thành về chuyện quan hệ tình cảm của nàng Họa Khôi và Lãnh Thanh. Tại show hẹn hò vô lăng tình yêu bất ngờ bị đào lại, sự việc bắt nguồn từ việc Nam Em và Lãnh Thanh vừa tham gia chương trình vô lăng tình yêu. Trong chương trình, Trấn Thành, Sam, Ngô Kiến Huy và Khải Như xuất hiện với vai trò cố vấn. Khi tham gia chương trình, Nam Em và Lãnh Thanh là cặp đôi, nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả và ban cố vấn. Tuy nhiên, điều khiến Trấn Thành bức xúc là cách ứng xử và thể hiện tình cảm của Nam Em với đối phương. Trấn Thành nhiều lần bày tỏ Hành động của nam em khó hiểu và anh không muốn tiếp tục bênh vực nam em khi chứng kiến cách nam em liên tiếp thúc ép lãnh thanh thừa nhận tình cảm với mình. Trấn Thành cũng lên tiếng khuyên đàn em, em không cần phải im lặng vì sợ phốt, mà nên biết lúc nào cần nói gì với thái độ nào trong sâu hẹn hò này đỉnh điểm của câu chuyện khiến Trần Thành gọi nam em là nữ hoàng drama bởi cô giả vờ ngất xỉu để mong nhận được sự thương hại từ Lãnh Thanh trước đó cô còn nhắc đến người thứ ba là Bi Mắc để làm áp lực với Lãnh Thanh đáng lẽ vào giây phút hẹn hò ban đêm nên nói cái gì chân thành nhẹ nhàng thì lại đi nói về sự chết chóc tiêu cực đến những giây phút cuối cùng còn ở bên nhau đáng lẽ nên nói thật lòng mình thì nam em lại cố tình nói về một người khác lôi người khác vào câu chuyện của cả hai tự đánh lừa cảm xúc của bản thân. Tôi không thể banh năm em được, cô ấy đúng là drama queen. Chính năm em đã tự đạp đổ hạnh phúc của mình. Năm em tự đẩy lãnh thanh ra xa, chứ không phải cậu ấy không muốn đến với bạn. Trấn Thành từng thẳng thắn tuyên bố trong chương trình hẹn hò vô lăng tình yêu. Mặc dù không đồng tình với cách ứng xử của nam em, nhưng Trấn Thành lại chia sẻ, anh thấy được nỗi khổ và đau trong em, như em đã hứa với anh, hãy sống thật bình tĩnh và hạnh phúc nhé. Đồng thời, Trấn Thành hát tặng nam em bài cánh hồng phai, hít đầu đời của anh như một lời chúc đến cô. Thời điểm đó sau khi bị Trấn Thành nhắc nhở, Nam Em đã lên tiếng. Anh Trấn Thành khuyên Nam Em nên thay đổi vì đôi khi hạnh phúc trước mắt mà mình vô tình đạp đổ. Vậy nên mình cần chấn chỉnh lại bản thân, không đạp đi những gì mình đang xây được. Ngoài ra Nam Em còn viết hẳn cả tâm thư gửi Trấn Thành. Sau khi bị đàn anh mắng trên sóng truyền hình, Suốt một năm qua em ngồi dưới một cái hố và bị che phủ bởi sự tự ti, mặc cảm, chẳng có mục tiêu để hướng đến. Em trao đảo, bệnh ngày càng nặng, em ra vào viện như cơm bữa. Anh biết không, vì em vừa được lôi ra khỏi cái hố đó nên nhiều lúc em vẫn chưa tin tưởng vào bản thân mình. Hôm em nói chuyện với anh lạnh thanh, dùng cánh hồng để ẩn dụ tình yêu, anh đã phát bực với em. Khi xem lại em cũng giận chính mình. Nam em gửi lời cảm ơn đến Trấn Thành, Cảm ơn anh xin đã quan tâm đến em. Bằng cả tấm lòng em chân thành cảm ơn anh rất nhiều. Cho dù tình có đẹp đến mấy thì em cũng sẽ luôn tỉnh táo để bản thân không phải đánh mất chính mình thêm một lần nào nữa. Người đẹp trải lòng. Trong sắp cưới của nam em có câu trả lời chính thức cho mối quan hệ hiện tại sau thời gian mệt mỏi vì thị phi. Sau thời gian khóa trang cá nhân vì thị phi, mới đây chồng sắp cưới của nam em bất ngờ có động thái mới. Theo đó, chồng sắp cưới nam em mở lại tài khoản mạng xã hội sau một thời gian tạm khóa. Anh thay đổi anh đại diện là khoảnh khắc hộ tống nam em trong một đêm diễn mới đây nhất và không nói gì thêm. Hành động này của bạn trai nam em Khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi trước đó, sau khi bị mỉa mai về quá khứ, nam doanh nhân từng đăng đàn tuyên bố xóa Facebook quay trở lại cuộc sống bình thường như trước đây phải công nhận sức mạnh bạo lực mạng của xã hội là rất lớn nhưng nó không làm được gì chúng tôi, ẩn đi mọi thứ để nó nhẹ nhàng lắng đọng và cũng biết thêm về mối quan hệ tôi cần dẹp bỏ. Hiện tại tôi xin dừng Facebook và xóa Facebook để trở lại cuộc sống như trước, tôi và cô ấy sẽ sống trong âm thầm và tĩnh lặng. Cảm ơn các bạn cho chúng tôi được hương vị sóng gió bão táp để chúng tôi trải qua và vẫn bình an tự tại. Xin cảm ơn cuộc sống. Bạn trai nam em từng chia sẻ.